mình là Liêm Râu nha. Chào mừng các bạn quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình làm cái vlog này là để trả lời câu hỏi một số anh em là vì sao anh em chơi EU á mà nó mua cái xe nhỏ về xe baby này về nó không có chịu ăn. Đó thì EU baby á thì thường thường nó sẽ ăn chậm đó nha anh em. Nó sẽ tập ăn trước vì nó đâu có biết cái đó là thức ăn đâu. Nó cũng như là một số loài động vật khác là nó sẽ có nõn để cái nó tiêu thụ thức ăn á, mà của mẹ nó trong quá trình mà đẻ trứng á, đã để lại trong trứng, và khi mà anh em thấy cái đường dưới bụng á đó, đó thì cái đó nó sẽ tiêu thụ khoảng vài ngày thì con igu nó bắt đầu ăn. Và để con igu nó ăn thì không phải là nó ăn liền đâu nha anh em, nó sẽ thử coi cái nguồn thức ăn nó ăn được hay không. Thì như cái bầy igu này nè, nó ăn á là lúc đầu nó chậm lắm, một ngày nó không hết nửa cái đồ gạch tàn hút này mà. Rồi sau đó khoảng 2-3 ngày sau nó sẽ ăn hết cái đồ gạt tàn hút, và đến bây giờ thì một ngày nó ăn tới 2 cái đồ gạt tàn hút như thế này rồi nha anh em. Đó thì cái vấn đề anh em là anh em nên để một loại thức ăn thôi, đừng có rau củ quả gì nhiều, mà chỉ là rau muống rắc một ít bột bổ sung lên cho nó thôi. Vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó mới tập ăn, nên cái việc mà anh em rải bột lên á, như Liêm mà đi rải bột VIP á, thì nó sẽ giúp cho con yêu quen với cái mùi đó. Anh em biết cái gì đầu đời nó thưởng thức mà nó ăn được thì nó sẽ gắn bó với nó lâu dài lắm, thì nó sẽ có một cái đà phát triển rất là tốt. Anh em cứ cho lá rau muống và bổ sung cho Liêm cái VIP mà anh em đâm nhuyễn ra, hoặc là VIP dạng bột anh em rắc lên thì rất là ok. Như mấy con bự này nè, bây giờ là giờ ăn của shop, thì mấy con bự này nè, nó cái khẩu phần ăn của nó là bây giờ cũng chỉ là rau muống và Liêm rắc VIP lên thôi, thì nó ăn như vậy Liêm cảm giác nó ăn kích thích rất là mạnh đó, body nó cũng phát triển một cách đẹp hơn, và nó không sợ nó bị đường ruột khi nào mình cho ăn rau củ quả. Tại vì cái rau củ quả như Liêm đã nói rồi đó, thì anh em biết là nó trong đó nó có hàm lượng đường rất là cao, nhiều trái như là xoài, mít, chuối, thì con igu nếu mà nó không tiêu thụ được thức ăn thì nó dễ dẫn đến ngộ độc và chết. Thì cái ngộ độc này nó chết nhanh lắm, nên đừng có mạo hiểm quá. Biết rằng igu rất thích ăn những loại trái cây có mùi thơm và ngọt, nhưng chúng ta hạn chế, vì ở ngoài thiên nhiên lâu lắm nó mới tìm được một hai trái nha anh em, chứ không phải lúc nào nó cũng tìm được mà mình cho ăn một cách đã theo cái sở thích của mình được. Nên mình phải kiềm chế em nó, vì em nó cũng không có biết tự lượng đâu, thì tất nhiên nó thấy đồ ngon nó sẽ ăn thôi, con gì cũng vậy đó. Nhưng mà mình phải hạn chế lại cho nó. Thì các cách ăn an toàn Liêm bổ sung đó là rau và Liêm đắp VIP lên chảnh, là Liêm thấy ăn rất là ok. Em này là em cái, còn em đực cũng trang chu đích ăn nè đó. Con nào né anh em thấy không, body 8x gần 9x mà nó mập như con heo đó, anh em coi rồi bụng nè đó, gai lúc nào cũng thẳng đứng không có xù xì gì hết đó. Thì quay lại với bầy iguana, thì có nhiều anh em nói chung là thương quá đó, nên anh em cứ quan tâm chăm sóc hàng ngày thì anh em cảm giác nó ít ăn, chứ thật sự như như quay lên con đồng mút nó thấy không kia ăn, nó bên đây nó điên điên. Chứ thật sự như nếu mà anh em cứ để kiên trì như Liêm á, để ra muống sau 30 phút nó không ăn đúng không, anh em lấy ra, qua ngày hôm sau anh nó không ăn anh em cứ lấy ra, và anh em để khi chừng nào mà anh em làm như vậy và anh em thấy nó bay vô nó ăn liền á, thì anh em để lại nguyên một ngày cho Liêm, tại vì cái lá rau muống nó có hư như là bí đỏ hoặc là mấy cái trái cây khác đó, thì anh em để nguyên ngày, anh em coi nguyên một ngày nó ăn hết nhiêu, thì anh em qua bữa hôm sau anh em cắt khẩu phần lại cho nó vừa đủ như vậy là ok, đừng để cho thức ăn dư thừa quá đó. Rồi xong cái anh em mà thấy nếu mà quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh em thấy bắt đầu nó ăn hết trước khi 2 giờ sáng, tại vì Liêm cho ăn cử đầu là 8-9 giờ sáng, và trước 2 giờ sáng nó hết thì anh em bổ sung cho nó một cử nữa, và anh em cứ thế và canh cái khẩu phần ăn của con igu, đừng có để thức ăn dư thừa lâu quá, nó sẽ bị gọi là không khí vô nên sẽ hư thức ăn, mà cái igu ăn vào sẽ bị đường ruột đó nha anh em đó. Thì đó là cái phương pháp mà Liêm cho baby ăn rất là mạnh. Bây giờ một ngày nó ăn được 2 cái đồ gạch tàn hút này nè đó, như bây giờ là Liêm mới bỏ vô thức thì là để nó ăn một cử thứ hai của nó, thì cử thứ hai vẫn y như cử đầu là có rắc VIP lên đó. Để Liêm quay cận cảnh cái đồ ăn này cho anh em coi đó, đó rau muống rắc VIP lên đó, nó táp VIP hết rồi giờ nó chịu ăn VIP nhiều nên táp hết rồi đó. Rồi bây giờ Liêm sẽ đưa quay một con baby coi cái bụng nó mập cho anh em coi nha. Đó, anh em thấy cái bụng igu này không? Để mình lấy nét vô igu cho nó dễ ra. Đó. Bụng chà bá này anh em thấy không? Như con heo. Đây, để anh không? Rồi, nó lấy nét vô igu rồi. Đó. Thì cái việc mà
do anh em mình nôn nóng á, cứ thấy EU mà nó ăn không được á, cứ bắt ra bắt vô chơi. Thì càng bắt ra càng bắt vô vậy thì em mới dễ bị sự chết. Thì anh em hạn chế nha anh em, hạn chế bắt ra bắt vô quá nhiều lần trong ngày. Như Liêm ở đây Liêm bắt một ngày chỉ đúng một lần là vào để Liêm ngâm mắm cho em nó thôi. Một ngày Liêm ngâm mắm cho mấy em này khoảng 20 phút đó, là Liêm canh khoảng 9-10 giờ sáng Liêm bắt một thao ra luôn. Thì mình để một thao trong đó mình ngâm mắm thì mấy em sẽ khỏe hơn. Thì cái việc mà anh em mà bắt qua bắt vô nhiều lần á, chẳng qua là nó sẽ làm cho con iru nó hoảng sợ mà nó sẽ không ăn đó. Thì cái việc mà anh em để yên trong chuồng á, nó sẽ làm cho iru có một cái tâm, gọi là một cái trạng thái tâm lý ổn định, thì iru sẽ làm quen với môi trường và iru sẽ bắt đầu tìm hiểu những cái mọi sự xung quanh của mình, và iru sẽ tìm được đến cái bát thức ăn và em iru nó ăn nha mấy anh em. Đó, thì cái vấn đề quan trọng nữa là anh em quan sát cái việc đi dị của Igu. Nếu Igu tới khoảng 5-6 ngày rồi, sau khi đã lành rúng rồi 5-6 ngày mà Igu vẫn chưa đi dị mạnh á, thì anh em nên coi lại, coi nó nằm ở trường hợp nào và anh em sửa chữa. Chứ còn không mấy là nếu đó là mấy em nó khó ăn. Tại thường thường là Igu sau khi nở mà rụng hết cái lớp cám trên người á, lớp bột bột, anh em chơi Igu anh em sẽ biết lúc mà nó mới nở nó sẽ có lớp bột người. Sau khi rụng lớp cám rồi thì mấy em nó là bắt đầu tìm kiếm thức ăn và ăn rồi đó. Thì ở ngoài yên nhiên thì mấy em đa số ở cái tầm đó sẽ ăn những cái rau cỏ, những cái đọt non của cây, tại vì gu thường thường nó sẽ được sinh sản, cha mẹ của nó lựa ở ngoài thiên nhiên, nó sẽ sinh sản những cái nơi mà có cây cối nhiều và đặc biệt là cỏ đồ anh em, để cho igu nó có một cái lượng cỏ và rau tươi rau mềm nó ăn đó. Thì ở trong đây nó cũng vậy, anh em nếu mà nuôi ở ngoài thì anh em nên bỏ nhiều lên, cái kiểu mà mình bỏ một lần một chùm á, chứ đừng có bỏ trong cái hũ giống Liêm. Nếu mà nuôi ngoài bỏ là một chùm đó thì em nó thấy vậy em sẽ tìm kiếm những cái ngọn non mềm mà em nó ăn. Còn ví dụ như mình nuôi trong nhà thì mình bỏ như vậy á, cái việc mà nó hầm nóng trong nhà nó rất là dễ hư đồ ăn, thì mình nên cắt nhỏ rau muống ra mình bỏ lá thôi đó, thì em nó sẽ ăn. Thì cái việc đầu tiên mà điểm kích thích ăn nhiều là nó phải ăn trước đã, thì quá trình tìm hiểu của nó là nó sẽ lại nó ăn, nó gặm một số đó, và nếu mà nó thấy nó mềm ok ăn được thì nó sẽ ăn, còn nếu cứng quá nó sẽ bỏ ăn. Và ở cái tuổi này anh em nhớ nha, tuyệt đối không có thương mấy bé mà cho những ăn những cái quả ngọt nha, nó như là chuối hay xoài hay là bí đỏ hay là gì đó thì tuổi này chưa ăn được, anh em cứ cho ăn lá rau muống thôi là ok đó. Thì bé này bây giờ ăn rất là mạnh rồi và đi ỉ rất là nhiều đó, một bài nó luôn, một bài này đi giữ lại, bài này hết luôn. Như bữa hổm tôi nói là Liêm chỉ giữ mấy con để làm giống như mùa sau thôi, tại vì cái bài này Liêm cần F2 của nó, tại vì đây là F1 thì mình muốn lai đầu lấy kiểu gen này mình phải lai đầu lai cận huyết lại để lấy F2 để làm ra một cái màu blue, nó lai với Harurat mà bên Thái Lan người ta làm nhiều lắm đó, anh em thấy không, cái bụng như con heo, để quay cận cảnh với anh em rồi đó, như con heo đó. Thì anh em cứ nhớ nha, cái bí quyết mà để cho iru nó ăn có nghĩa là anh em đừng tác động đến môi trường của nó quá nhiều, và mùa này nóng thì anh em thường xuyên xịt ẩm cho mấy bé để da mấy bé không có bị khô và kích thích mấy bé lột da, càng lột da tốt thì càng nhanh lớn nha anh em, đó là quy tắc của tất cả các lò bò sát, lột da nhanh là màu lớn, còn không lột da được là xong phim. Không lột da được có nghĩa là da mấy em nó bị khô, không có đủ độ ẩm thì mấy em sẽ không có tiến trình lột da, xảy ra rất là chậm, và đôi khi là mấy em bị nấm trên người á nó sẽ khô da nữa, rồi nó rất nhiều vấn đề xảy ra. Thì anh em nhớ mùa này anh em mà có đồng hồ thì kiểm tra độ ẩm tuyệt vời, còn máy thì anh em phải thường xuyên xịt ẩm. Như Liêm á thì Liêm xịt ẩm mùa này một ngày tới 5 lần nữa, cứ khoảng 8 giờ Liêm mở đèn rồi đó, khoảng đến 10 giờ Liêm xịt ẩm một lần, 2 tiếng xịt ẩm một lần, là xịt tới 6 giờ tối là ok đó. Xịt ẩm mình xịt lướt qua sơ cho cái chuồng cho nó tăng độ ẩm thôi nha anh em, chứ cũng không xịt ướt nhẹp, ướt nhẹp thì cái môi trường nó sẽ dễ sinh ra nấm mốc đó đó. Thì một ngày Liêm tắm ẩm cho mấy em này 20 phút, tắm tập thể luôn, bỏ vô một cái cây nhựa lớn đủ độ cao để mấy em không có nhảy ra được, rồi sau đó là cho mấy em tắm. Đó, mấy em tắm nắng xong thì mình bỏ vô chuồng, chuồng lúc nào cũng có đèn hết. Đèn thì Liêm mở từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều để tạo một cái độ ẩm cho các em, nó có nhiệt lượng để nó tiêu thụ cái lượng thức ăn trong cơ thể nó. Anh em cũng phải chú ý cái phần này nha. Nhớ Liêm nói bữa hổm là cái điểm từ bóng đèn xuống tới cái chỗ mà nó tỏ nhiệt á, thì ngay chỗ cái trọng điểm đó là nó khoảng 35-40 độ C, thì nó nhiệt độ đó nó mới đủ để cho con igu nó tiêu hóa thức ăn của nó. Còn nếu không đủ thì một cái bóng đèn bình thường thì chẳng có tác dụng gì đối với việc tiêu hóa.
con igu nó không tiêu hóa được thì bắt buộc nó sẽ bỏ ăn, tại vì trong cơ thể của nó sẽ hình thành những cái men á, nó lên men rồi này nọ, và từ từ con igu nó sẽ bị teo đuôi và nó chết. Đó là khi mà nó không tiêu thụ được thức ăn. Anh em phơi nắng và chuối để cho nó tổng hợp vitamin thôi đó, chứ còn nếu phơi nắng không có giúp gì cho tiêu thụ thức ăn đâu. Tiêu thụ thức ăn là phải duy trì nhiệt độ cơ thể của con igu từ 35 đến 40 độ C đó, liên tục gì đó thì nó mới tiêu thụ được cái lượng thức ăn trong cơ thể nó. Rồi cái việc mà anh em cung cấp thức ăn á, thì nên nhắc lại là ở cái điểm này nên cho ăn những cái rau mềm, và đặc biệt là rau muống lá non non mà anh em cắt nhuyễn ra cho ăn thôi, rắc chút ít vip lên là rất là ok. Rồi xin chào anh em nha, chúc anh em luôn có một con bò sát đẹp. Chào mấy chú đi con.